Chào tất cả các bạn ơi, đã quay trở lại với video theo mình. Thì video theo mình hôm nay mình có làm một món cá nướng mọi người ạ. Voi con. Có voi mọi người ạ. Nó cá con thôi, chưa phải to nên nó khá bé. Thì mình hôm nay mình sẽ nướng cá voi, nướng siêu cay mọi người. Thử xem có ngon không, cá voi nó nào. Ok, giờ mình sẽ chất một ít củi để mình chuẩn bị mình nướng nhá. Ok. Dựng lại cái này cái mọi người. Ống ai ống mẹ ông. Ok mọi người, mình đã xếp xong rồi, đi lấy ít lá để mình làm nò mình đúc. Ok, mình lấy được một ít là gọi là dơm. Rồi mình đốt. Lo thì đốt gì ra hết ta mà bao nhiêu chúng mày làm thời gian bao nhiêu củi cao hết cả bao nhiêu hàng mấy khối củi nơi ngọn vườn bao nhiêu củi nấu đang lại nuôi lợn hết sạch. Giờ mình cho ít củi bé vào để nó dễ cháy. Giờ cho củi to to dần nào.
em ơi, bằng này củi bé là mình đốt được không? Giờ mình đi kiếm thêm một ít củi to nữa để lấy than ấy mọi người. Cho hẳn cái củi to vào mọi người đốt nữa. Giờ mọi người đi kiếm thêm một ít nữa rồi. Thank you.
có thời gian mình đi. Ui, cha đang một ít củ ấy ạ. Thì ra mình sẽ tốt nhé. Ok, giờ mình sẽ đốt lên nhé mọi người nhé. Máy thở thôi. Ơi, mất mẹ đây khói lắm. Khu nhau đây. Sau thời gian mình đốt thì cũng cháy mọi người. Vất vả quá. Nhưng mà đụng má nhưng mà tắt nhá. Khói mà. Làm không nghỉ. Sợ thật. Mình cũng không phục mình. Ngày 200 giờ em vẫn đang ngủ gần. Ok, giờ mình cho buổi to nhé mọi người. Cho nó cháy, có than, không củi bé, không có than.
Ok mọi giờ mình chờ cho nó cháy anh than thì bắt đầu mình cho con cá. Giờ mình đi vào mình lấy con cá bắt nhé mọi người nhé. Con cá voi con của mình nhé, nhìn nó khá to ạ. Ui, con này 4 cân đấy mọi người, 4 cân. Ok, giờ mình sẽ để kia chờ củi nó thành than thì bắt đầu mình cho vào mình nướng. Chuyển đến góc quay sang bên này, góc quay bên này nhìn nói lắm, nóng lắm, gió tạt bên này. Ok, mình sẽ để đây nhé mọi người. Cái máy nó có cao một chút xíu. Mình chờ một xíu. Ok. Nóng tét mồ hôi.
tình hình tối nay nào? Còn anh á? Nó mà ăn bận á. Đâu kìa. Anh chụp con cá nha nha. Anh đang bận quá, cứt lên. Đây á. Con này được, con này to hơn. Cho hai con sợ. Ta đã gửi vào phút bồ nhỉ? À, hay là phút bồ đã cho gửi nhỉ? Ừ, chắc không gửi anh rồi. Đấy, đâu phải đâu. Hả? Sẽ chưa em tắt được nguồn đi cái em gửi cho nó đi. Phải nhá. Ừ. À, đâu rồi? Ra gì đấy, mày cứ làm những cái như thế này là hết nhẹ 3 tiếng ngay. Đâu đâu, xe ảnh anh vừa, em không nhìn thấy ảnh. Đuổi thấy thấy, nó cứ hẹn ảnh lên mày. Thế? Mày nó gửi cho gì? À, nó làm con thú vật con này được. Con công này. Mày cứ làm đồ hana đây, còn đội kia quay nấu ăn. Câu cá. Câu cá là chuẩn, mỗi người một chủ đề, rất hơi. Ờ, con này là con này được, kéo tay. Trời ơi. Gì đây? Kiểu công quay cả ngày mà hỏng ấy, phải tiếc. Đi nhéo này nhiều này. Chung lỗi của hai bên quay cho được nhiều. Hiện được một âm thanh. Hả? Con này lỗi bên cái không hiện được hình một âm thanh. Tôi nhắn tin Messenger giờ như giờ rất chậm đấy mày. Không hiểu luôn. Không mà.
bạn mày mày đang mày mày anh nhá, mày cứ bảo lấy nick ở đây này, cái kia tao. Cái gì? Nick ở đây là cái gì cái độ chuyển nick này. Cái hơi. Xóa tài khoản đi. Chuyển khoản này. Ra khỏi đây. Tiếp vào dưới. Không ăn thua cái gì. Không ăn thua thì là cái này chết là hay. Không nó chết phải quay được video không? Ai kia tuổi gì mà nó quay câu cá nó ăn và ngồi nhà mà làm cái đấy.
Đá ở Thái Lan à? Đá ở Thái Lan. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ bốc cho cá lên nhá. Đấy. Sai sai nào thì phít luôn. Ok mà nó rộng ra không bận thật là được khi em rồi về ông thịt được 5:30 ông về thì em làm 7 giờ chứ không xong. Rồi anh em tôi 6 giờ xong video. Ui, tí nữa đi vào đúng lửa. Đấy, vào đúng lửa đi à. Dọa nhau. Vẫn về nhà làm.
xem lại cùi của mình cũng chuẩn bị không? Là chuẩn bị được. Chờ một chút xíu nữa là ok ạ. Cái loại gỗ ấy này cứng nhỉ. Đây. Loại gỗ này. Có gì gỗ thông nhỉ? Hả? Gỗ ảnh cứng. Còn 2-5 phút. Giật quá nhỉ. Yeah, vẫn chưa gãy được mọi người. Mình tưởng nó gãy rồi cơ. Vậy là vẫn không gãy được. Video ai làm cho? Video ai về làm cho?
đá đây thi nhau hỏi có tớ có gì không nhỉ? Không việc. Con là bẩn đâu. Nước rửa đi bao giờ được ăn? Ừ, được ăn anh. Đúng là đến đêm. Hay chưa? Dè hoài nặng rồi. Da một này ác rồi, da. Có dạ cái ấy được không? Hả? Tiêu này. Chấm vô mắm được. Tiêu cay. Giả sát vào đấy mình ngon. Nướng là nó tự nổ ra. Nó ra ngon, cay ngon được. Nước lấy là miếng nước giềng không? Nước giềng có cho tí mì chín không? Có. Hai thằng nó phải dọn sạch chỗ này đi này. Không lát nước xếp vạch ra. Hợp lý à? Làm mới là cái lòi lò như ở cái lò nó quay lưng quay vịt vậy. Xây lò luôn. Hợp lý ấy. Cái quay thế không trực tiếp vào con cá nhưng được quay thôi các bạn, trực tiếp con cá đó. Có nhìn đấy. Làm mới là cái lò. Làm một cái lò cho nó rống. Anh em đừng ra đầu tư nữa, năm nay anh em tôi làm cái lò cho nó rống. Quay vậy. Chúng quay các thứ. Chín nơi mọi người. Cá nhưng chín lắm. Anh em của em bao không? Năm.
đúng giờ. Chín nơi rồi. Chưa rồi. Chưa. Rồi chờ tầm 50 phút nữa thì cái củi này nó cháy anh than hả? Mình bắt đầu mình cho nướng. Ok, chắc là xong, cho còn nướng. Rất là ngon mọi người. Đã hợp dẫn đấy.
tay. Cho cao lên, mày kia mấy trái thì mày kia chỉ 15 phút chín thôi. Cho hai hàng nữa lên, mày nhìn tao vừa cho hai hàng nữa kìa. Cho hai hàng nữa lên. Cho thêm một hàng nữa mọi người. Mày hàng nữa vào. Không phải đại ra trường trước thời hạn đấy. Nhìn vào anh này, mẹ nhìn vào cái hàng. Với một tuần mà cũng đi đéo ở chân, đách chân tiếp gấp. Cô này lên bạn tí nhau khiếp. Thế giờ bạn quảng phát bạn quảng tựa nhân mạng. Ôi sư. Đó là không quay đây mua ngay. Tăng qua đấy. Ừ, quảng ấy. Có khi thằng Nam làm sân ấy. Ý là thằng Bình hay là đấu làm phát làm gì mà ác nhỉ? Cần, cần. Ở đây nó yếu như là. Cần đóng ghê lắm. Thằng như biết. Gần để tôi lên cái mít này. Úi phát đúng cái thọm này.
quên để đi diễn cái làn đấy, bắt nước rồi ấy, tưới đây. Quá. Vào không cháy đấy. Rồi. Rồi. Quá đẹp. Mày ghê, đoàn. Nào tự nhiên. Thế như điên mọi người. Thế một điên. Cày. May mình vô cùng cho mình chấm nạn. Chưa sáng lên thằng cửa làm ăn thật sáu quay 3 tiếng chủ yếu trong ngủ mà chứ thỉnh thoảng làm giấc. Làm chưa ăn thật. Y mất ăn mọi người. Thịt nó bắt đầu săn rồi. Này quá đi chiều cái này mẹ. Nó mới bắt về đây giờ tí. Và sáng nướng kia giờ đến đây. Tôi không là tôi mới nhặt đây xung quanh đi à kì đánh cái đánh e lắm không gặp em mua bia ở nhà phượng đâu gì ấy à mẹ
đội HDT có những rượu ẹt thật. Ông em chê mà đừng có nhờn. Mà chú mê bà thế bảo là anh trả bằng ngay, anh có đồ trả ăn được ngay đâu. Bà thế, anh đi là đội ngon mà HDT có tiếng nào rồi. Sang sang mời em một cốc. Và bắt em uống hết. Yeah, ok em uống. Sao em mời em một cốc bắt uống xong bắt ra cầu thang đi. Chớ à, mày đang này. Đang hai cốc liền mà. Ai từ từ đi em. Từ cày á. Đây đi đi đây. Nẹp vào. Ăn vào nó hút nước. Rồi đưa nhưng mà để tí cho ngấm á. Ăn ra cầu thang dìu mãi rồi. Đi về. Về ngủ. Đèo về nào xem luôn. Nó đây vì hay mày mày đưa về. Em đưa về. Nó không về. Không, bắt bà ra bảo em đưa chìa khóa cho em. Đưa kê về. Xong rồi về nó xem. Anh cho em phượng em nôn đấy. Muốn nôn lắm. Dạ gió nghỉ hết. Lắm mấy giờ sang mâm mấy em mời mỗi ông xén. Anh để từ từ mình bảo nào là một dàn á. Anh để từ từ để em mời anh này là muốn mời từ anh một đi. Xong lại một xong bảo thế nào em sang đây rồi em ký sang kia nhá. Ừ, không phải ướp cứ về đi. Đúng rồi đúng em nhớ vào đây. Không sang nhá không phải ướp. Phải mua đâu, quả nó mua rồi. Hả? Mua quả nó mua. Hai. Một quả nó xuống xem bóng đá nó mua. Thế thì bảo bố nó đi đấy. Thế hả, điện đi. Mày bảo nó mua video đấy gì? Nó mua rồi. Chắc thì kệ cho nó xuống càng nhiều tốt. Mình đệ. À, tối nay bóng đá mày. Quả nào? Bạn cháu. Cái gì nhỉ? Đã xem được chẳng. Sao? Nó mạng nó yếu chứ xem cụ hô lại kêu u lên. Kệ cụ hô gì. Xem ăn ăn bên này không xem được. Tối cho cụ vào phòng một lúc. Vào thu cái hài một lúc. Vào phòng VIP à? Được. Thế để tiết tối chỉnh lên TV. Mấy ông xem. Một linh của nó đó, đó thì đem Idubi. Ngày xưa thì Idubi chỉ biết nhiều, đấy thì biết Idubi. À, Facebook. Người TV này đó là không bắt được V6. Đấy, cứ tưởng mưa bão rồi. Trong Nam đầy nước rồi đây, vượt cái khu ngoái. Nãy dưới nhà Hồng mưa gió vầm, cành cây còn vít, còn lát cả cành cây. Yên rồi. Lúc nay chúng ta xuống, đi chớm lên ngã ba đường rẽ vào Thủ La nó mưa và phóng tốc hành vào đến sân nhà Hồng nó mưa to ạ. Có người rông thôi. Đi đến sân sân ngay bảo thôi chả hột mẹ rồi. Nó rông. Đi gọi là đến đầu voi, mình gọi đường kia đến gọi cuối voi đây gọi đầu voi còn không còn nào. Nó rông. Lên vương để lấy đứt giềng. Chặt cái nhãn này khóa máy củi gì trên kia mấy khay nó thì tạt trên nấu trên kia rồi tạt ba phần bản trên kia đấy trên kia thằng củi nó đùi thôi phải bố mà thấy được.
Gì hỏi hết ấy. Loi thịt chứ. Bỏ hết rồi. Bỏ hết sắt ra. Rồi cái phần thịt thịt cứ đuôi trong này này. Còn gà than vào đuôi cái đầu kìa. Nhớ. Ở đuôi thì nhiều. Rồi thịt sao rồi. Cho cái than đuôi vào đầu thì to to kìa. Đầu cái đỏ cái gì. Đuôi cái cánh. Một tiếng nữa thôi. Để cũng 6 rưỡi tôi chịu rồi. Tôi sáng mai nộp. Người này. Giờ mà nổi ở đuôi rồi kìa, cho gạt hết ra đầu kìa, chủ yếu đầu kìa, gạt the ra đầu ấy. Mỡ này nó có mỡ như kiểu mỡ ấy đâu. Con vịt này đâu yeah. Bơi đi Ngọc. Bơi đi Ngọc. Thứ hai Ngọc. Thứ hai á? Ai ở đây? Bây giờ mới. Thứ năm. Thứ năm. Ai thứ tư à? Thứ năm.
làm cái đấy mà cái gì đó, bán gì con ra làm cái hết con được, con được bao nhiêu, hai ba hôm thì chán là hết hai. Thank you.
đầu gội đầu vậy nào má. Đất hơi 3 tiếng mà thấy. Thế người ta mới phải tập nói. Cái này cháu chỉ cần số lượng thôi, cần chất lượng nhiều. Đánh kiểu như ở mô hình công nghiệp. Nhưng mà tân cái là bà tân ấy là cần chất lượng nhỉ. Còn cái hay nhưng mà có gì này thôi. Mày vào trong chú mày được mà đi tất cả các khu dinh thái mày làm xong rồi mày quay này mày nướng đấy. Nướng là được không? Đồng nhau. Rồi buổi tối đến lại ngồi riêng lại sáu làm cái đồng kia ngồi đấy. Có tiền vào Sài Gòn click. Đến đỉnh tầng 11 đấy, quay xuống. Đấy. Cái này nó giả tiền theo ngày hay theo tháng? Theo video. Theo tiếng. Nó phải giả tiền theo ngày để lấy tiền mình mua còn mua đồ ấy. Cứ tháng hết tiền thôi. Hả? Cứ tháng hết tiền. Thế nhưng mỗi cái lần quay như này cả cái mũ này là nó có tính tiền cho mình. Thì thoảng quay này thôi, hôm nay lười đi mà đông tầng quay lưng kinh ở làng, mình đi chơi. Gần xuống phút.
quá khôn. Cát nóng bới cát lên đang ngồi. Khôn. Bây chú qua
Làm phát có biết gì xảy ra luôn. Không kỳ gì luôn. Trông con nó đánh nhiệt, bây giờ bố xem cái camera nó sút quá. Cái bà bảo mẫu đấy. Nơi nó sút à? Nó trông nhà ấy, thuê bảo mẫu trông nhà ấy. Nó xem lại cam mà thấy nó sút nó dã rồi. Bà này đi à? bà này biết là có cam không? Chắc không biết. Không ăn. Bên đâu đánh đâu hả? Trông ở trong búa đánh đâu? Quay video đầu tiên. Hay video à? Đưa bà này kia đánh nhanh nhau, không anh đâu. Mình cần anh đâu, thế rồi. À, đi sáng xem cái video khác rồi. Có video khác là nó sút luôn. Không, đây đem hỏi video. Cái video vừa nãy cơ, đây là nó cắt, cái video đầu tiên là nó cắt bớt đi rồi. Ủa khẩy. Bà nó sút cho cũng trượt phần nào. Bận đầu. Năm 9 à? Sinh năm 59. Hải Phúc, Tiên Sơn, Tuyên Quang. Bánh con nó thế lắm nhỉ.
Mày cái bạn con Yến Sally học luôn đó à? Yến Sally. Con đi Nhật đi. Bạn em. À đây. Mình ngày xưa nó là chơi thằng nào cũng dựa gặp con đấy đi cùng thằng em mình. Thằng em mình đang tá con đấy. Anh em anh nó ở đâu? Bên Nhật không? Thầy đào đâu mà chưa đi cơ. À. Ừ, đang học tiếng thôi. Dạo này nó mới gọi là sinh ấy. Trước thường Văn Tuyền không biết đâu phải được diện được tỉnh đấy. Nam đã hai kết cũng sàn hai người. Nào em đang cần 10 bạn đen 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 lì đen bổng sinh. Còn đây là tốt để tư vấn để chia sẻ cách móc ra sau một tuần. Chẳng khả năng mình đã mua làm loại à. Em tư vấn nha. Chỉ cần 180 hàng ngày. Cười. Chẳng nói. Làng đột ngột.
kia. Mình nướng giá cái vảy cái vàng đỏ chét. Hả? Mình nướng giá cái vảy cái đỏ chét. Màu đấy. Ồ là thế. Đẹp kìa. Hạ cấp xuống. Con này yến này nó có biết anh không? Hả? Con yếu thế này. Đứng mạnh đây. Đứng yếu thế. Ba chứ mà chỉ là cần ngành chứ. Sơn thì lòng mẹ bị chú phá mất sơn yêu thích. Chết chỗ. Thật đi đùa mà này, bà này như thật, nó thật đi đùa mà này. Diễn cả.
gái nhìn chẳng giống nhỉ. Đây Ngọc Cu Hô à. Còn em gái nhìn mặt nữ nhìn chắc điểm nhìn giống nhỉ. Em có cái đứa mà tức là gì nhỉ? Cái con mà cô giáo dạy mầm non ấy hay đi. Có đi bằng lọc còn gì nhỉ? Nói chung là gái, thằng ấy đóng mấy con là xinh đấy. Có một con mình nhìn như búp bê. Hôm con đi ăn bánh xèo ngon ghê. À đây, đấy, em nói con ăn bánh xèo này là con cô giáo ấy. À đấy à? Yeah. Con đấy nhìn ngon, nó có kênh riêng nó à. Con đấy. Vâng. Chỉ đắp này rồi, mày quăng đi. Dạy được nhiều người ủng hộ quá. Chỉ đắp không phải lắp nhá. Xèo xèo. Ừ. Là bên là bỏ 200 triệu mua đầu hiệu gì hai ngày trước của 6 ở kia. Phải đai bố cháu. Kéo đôi kênh. Phải càng xem rồi, giờ xem nhít cứt. Xèo. Đang như thế. To flow. Này nhị ôi. Ôi trời. Rồi đây rồi đây. Oh, let's fly.
cơm ba cao xong là cả bữa bắc ninh kia là cái gì xin cái gì đây đâu quên nói chắc chúng tắt đi cái tiền gì đây thanh như gì á đi xăm cờ bịa thanh như gì cái dùng âm đấy hả? Ừ, giống như cái vịt này nó bắt này. Ông thỏ bên lông chỉ là món cái vịt đơn giản mà nó ngon miệng. Ông ba giờ này không thấy làm đâu. 182.000 xem rồi. À ghê. Một nghìn lượt xem tiền Việt Nam được bao nhiêu nhỉ? Biết 1.800.000 nha. 1.800.000 à? Triệu. Triệu. Thế thôi. Triệu. Thế 2.000 lượt xem, 2 triệu lượt xem rồi béo. Thế thôi, nhiều. Làm nhiều kênh. Cố em có buồn chút xem. Mà chăm chút. Chị ơi, cái mạng em thế nào thì bỏ 1 phút. Càng với nhiều. Nó là quen. Nó là quen luôn. Sao mà mặt thịt trắng tỏn kìa. Thịt nó trắng. Sao mà tao thế? Đó. Thật ra là tao cũng nhiều lửa hơn. Không phải thịt của em mới là thịt em nó trắng. Nó trắng con ta nhìn con này. Nó bỏ bỏ đéo gì. Trời.
con đi kẹo xong chỗ ghét vậy. Mày nếu mày không đủ điện thì không đủ điện lửa thế. À, tao cứu con này hơi không được đấy, đất thì cứu không đất đâu đây, cứu là đất thì nó qua vào. Tao nướng ngon này thì ngoài nước nhéo gì. Ông phủ này ác thật. Ôi giời, quá ra tạnh. Hả? Cá vừa thì miếng tạnh. Cá à? Vừa rất một tí. Tạnh lắm. Cá. Thôi đi giường một tay. Còn cái giường này, cái giường này, cái giường này tanh. Về tao sớm chán. Tao là quên vừa không để ý giường của lại.
sắp chín rồi mọi người. Ủi nơi. Có anh sắp xong rồi. Còn anh còn cá lẻ không? Em còn 5, à 2 cái. 2 cái 5 phút. Đây như còn 4 ăn, còn 5 cái 5 phút nữa. Kiểu anh xong rồi. Vừa. Kiểu anh đầy đồ ăn ấy. Tình yêu là những đứa trẻ mới ngóng trời. Ê, chất ít ít khói vào nữa là mới ngon rồi ạ. Ăn đu riêng đấy, thật tay người ta. Tành á. Cá mình không thích lắm, không phải ăn cá rầu gì. Chiên lên chấm. Yeah. Nhận đỉnh cao. Mất mấy đôi. Đây cá này của ấy thôi. Cá chuối trên xùi đám cưới rồi làm miếng. Chiên bột lên lượng, lượng ấy nhỉ. Chiên bột vào nó đỡ tanh. Cái kiểu lại cá mà kho mới tương cái thứ kho sệt sệt tí. Thịt trắng nhỉ con này. Con củi không bán bên này. Này. Cục này quá ổn. Khỏi. Củi không? Đấy. Mình mang theo này mình nướng này. Cái đâu nhỉ? Mười lắm. Bao nhiêu? Yeah. Cày đi. 10. 43. 43. 40. Thì tao quay 55 phút bằng mày gì đó. Tình yêu là những đứa trẻ mà hắn thương. Tìm được nhau phải đâu dưới sao lắm. Năm giờ 30 hai bảy tám ba bảy ba tám hai bảy tám tụi em mày nói đó. Đây là V5. Cái gì? Thùng biếng mà được thì đi lên V5. Mình biết Hùng là trong Hùng Hùng ấy à? Hùng Kha à? Vâng. Hùng Nguyễn mà. Ừ, Nguyễn Hùng đây.
Ở đấy vẫn nick của em hay gì? Của anh, không có đủ. Trần Ngọc, thằng nhà chú đảm này. Trần Hoa này. Ủa, phanh. Bình hơi. Nam Thái. Ông này cũng có một cây giống gì. Bạn bè còn mấy cái này. Cảm ơn tính các ngọt đúng không? Đúng. Lạng giang bát tôi phản bát gì mỡ đấy gì anh toàn áo ve rơi không ạ bát luôn chứ còn gì nữa dấp gì anh muốn chín có bạn đang ngồi bạn đang ngồi nhìn về con nữa những bạn đang ngồi đó làm gì đó làm gì à bạn lại nhìn cúc rồi cúc mình soi củi cái vào nên là nó hơi bị hói một tí mọi người. Anh biết chụp mà máy tính không? Hả? Vừa mạng một tí mà hỏi tôi đi cái gì để có. Yeah, cái bản hack không qua đâu. Yeah, bắn. Tao bắn, mày phát bắn ở chỗ bắn quay lên sau sau mấy bản tờ bắn à, trước ở chỗ đéo nhỉ? Nhìn bắn khe khe cởi chứ tí tẹo làm giã phát hai nốc liền kỳ chỉ cần nó đứng ở khe cửa thì đứng sát cửa bắn là nó chết xây xa không giật tí nào gặp hỏng hết đẳng cấp thế nhỉ, nhìn nó dã cân teo luôn. H1 chết. Hôm qua em nhảy lên bắn nhảy cao lên vẫn bắn. Có bắn được. Thằng này đang bắn mình mỗi một viên chết, mỗi thằng bốn viên nhéo gì. Đúng rồi đấy. Em qua cài đây bắn độc, ấn độc phát, ấn chuột bắn phát, gì thì cái chết, nhớ nhớ sao. Còn này ăn xe kìa, mình chưa cài cái ăn xe. Hôm qua biết rồi, hôm qua đầu tiên biết rồi, hôm qua đầu tiên mới để nhanh, ấn B, ấn B, giật 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 giật. Đốc xuống nhanh nhá rồi. Chẳng cài. Mình cài hết mà, đốc xuống nhanh.
đấy, để ăn đồ đấy. Thường lắm các cháu ạ. Đây là trứng của nó hay là cái đéo đi. Đây như nếu mà trứng thì giống chứ. Review thịt này nữa được cái hơn gì làm phong phú và làm cái cá nó không phải lắm em chấm cơ em ăn cái em thấy tanh tanh nhỉ, không được thịt nhỉ, em vẽ cái tay rượu nó tanh em vẽ tanh. Nước lạ. Ừ.
đi đứng nhạt tao chỉ đổ ở đấy. Anh nhạc, anh nhạc. Con này thịt nó đỏ được. Cái chủ cái sâu 3 tiếng về cái kia tiếng nào được không? Bài gì cơ? Di chuyển sang bên này, lửa bên này bé quá nên là mình sẽ di chuyển sang bên này nhiều. Ok mọi người. Hôm nay mình quay bên này rồi thì mình sẽ sang bên này.
10 phút được. Ok mọi người, mình sẽ chuyển sang bên này, mình quay bên này. Đâu vậy? Ra anh ơi. Có quả nhưng mà quả nó ăn rất là ngon.
xào thịt trâu nó hoa nó có hơi bị ngâm ngâm, nó cũng kiểu mà những cái loại lá mơ ấy, nhưng mà mọi người ăn được thì nó là ăn được, nhưng mà cái hơi quả nó ngâm ngâm kiểu thế, mình ăn được thì ngon, mình ăn chân này là ngon. Còn ăn đuối mình nghiệm cái này. Tình nhìn thấy cái bông hoa rất là đẹp. Cây này hoa gì mọi người biết không? Mọi người biết cây này là hoa gì? Cây là cây gì chứ? Nhiều người không biết cây gì nhưng hôm nay ra vườn rồi. Thế bây giờ nhìn thấy là một cái bông hoa rất là đẹp đây. Bông hoa. Ôi, rất đẹp luôn. Thơm lắm. Là mình nghệ thôi, đấy mình giới thiệu luôn cái này là cây nghệ nhá, còn đây là cái hoa nghệ gần cũng rất là hiếm, khả năng vào chỗ mình chỉ cái hoa nhìn cái hoa nghệ chỉ có 1-2 lần thôi, hiếm lắm. Hôm nay là vô tình thì không nghĩ đến là cái cây nghệ này lại có hoa như này, hoa rất là đẹp luôn, nó như kiểu hoa bèo, nhưng mà nó hoa bèo không giống này. Rất nhiều cánh lan rất là đẹp, rất nhiều cánh lan. Thì cái cây nghệ này thì nó cũng có rất nhiều công dụng nhận. Đây là cây nghệ dài này, từ nó thì mình biết rồi đúng không? Từ nghệ của nó thì trong y học thì dùng khá là nhiều, cả trong đồ ăn đấy, trong đồ ăn dùng rất là nhiều cái củ nghệ. Ví dụ như gọi là mình cũng xẹo ấy, xẹo mình bôi vào cho nó cũng mờ đi, gọi là mờ xẹo, và cũng rất tốt cho dạ dày, chữa được bệnh dạ dày ấy. Tại vì nó qua là cái củ này, hôm nay là cũng rất chi là may này, được nhìn thấy cái bông hoa nghệ này, nó chỉ là hai màu, tím, trắng, xanh, rất đẹp luôn, rất khỏe, bông hoa rất khỏe. Khá lâu rồi mọi người nhìn cái bông hoa nghệ này, khá là lâu rồi, phê luôn luôn, rất là lạ mọi người, nhưng mà nó rất là lạ mà, rất lạ mắt. Và đây cái kẽ của nó thì nó có một cái nụ với nhau đi. Nhưng mà có độ một bó hoa này là cũng phê ấy, cũng thích đấy, đúng không? Rất thơm luôn rồi, người ngửi ấy, tầm một hoa nghệ ấy. Ngửi tầm nghệ ấy. Rất là thơm. Đây thì mình trồng được 2 cây. Còn một bông nữa cơ, đây là bông này là héo rồi. Đấy,
Chín rồi mọi người. Ok mọi người. Chín rồi đấy. Giờ mình sẽ ra mình quay mọi người xem. Ôi, thơm ngon lắm mọi người. Ấy, hai con cá voi của mình ấy. Hai con cá voi non nhìn có vẻ khá là hấp dẫn mọi người. Ấy, lửa vẫn hồng luôn. Giờ chắc là mình sẽ mang vào mình xe mình chờ một lúc nữa thì mình ăn cơm thì mình sẽ vào review qua xem là ngon không thì ok nhé mọi người nhé. Video nướng cá voi của mình siêu cay đây là cá voi nướng siêu cay. Video nướng cá voi siêu cay của mình đến đây là xin phép được kết thúc nhé. Ok thì chào tạm biệt mọi người nhé và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ok chào tạm biệt mọi người.